Chào các bạn, tôi là Ben Hedrit. Mọi người có thích trà Hồng Kông không? Tôi vô cùng thích. Hơn nữa, tôi còn luyện cách gọi món giống như người Hồng Kông. Phiên trị cho tôi trà phổ nhĩ, tôm tẩm bột, bánh bao tôm, chân phượng hoàng và bánh bao chiên. Cảm ơn. Được. Vừa rồi, tôi có gọi món chân phượng hoàng. Gần đây, chắc mọi người có xem tin tức về món chân gà tử thi. Nhưng không phải zombie. cũng chẳng phải là cương thi, mà thực ra là ở Quảng Tây, người ta phát hiện nhà cung cấp sử dụng chân gà bọc trong túi chân không, được chế biến những 47 năm về trước, tức là năm 1967, thật quá kinh khủng. Đương nhiên, những tin tức về món ăn bẩn kiểu này nhan nhản tại Trung Quốc chứ chẳng có gì động trời cả. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn 10 món mà tôi cảm thấy kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất ở Trung Quốc đại lục. Đứng thứ 10 là giá đỗ độc. Hẳn là mọi người có biết câu chuyện cổ tích cây đậu thần đúng không? Cổ tích thì thú vị, chứ thực tế mới thật là tàn khốc. Người ta vì muốn giá đỗ nhanh lớn và mập đã cho thêm thuốc không mọc dễ vào các loại thuốc cấm khác. Thực ra ngoài giá đỗ, các loại rau quả khác cũng được phát hiện là bị tiêm thêm các loại thuốc cấm. Thứ 9 là bánh bao độc. Một công ty thực phẩm ở Thượng Hải bị phát hiện sử dụng bánh bao quá hạn là nguyên liệu sản xuất bánh bao mới. Thứ 8. Tương làm từ tóc Nhằm tiết kiệm chi phí, nhà sản xuất đã mua tóc ở các tiệm cắt tóc với giá rẻ, sau đó làm thành dung dịch axit amin cho vào trong tương. Những loại tóc được thu mua này, ngoài việc có thể chứa hóa chất từ thuốc nhuộm, thì những chất trong dung dịch sau khi trộn còn rất có hại cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến bệnh ung thư. Vậy là các bạn có thể đã phát hiện ra, ở Trung Quốc, khái niệm tái chế bảo vệ môi trường, quả thực là khác thường đến kỳ lạ. Vị trí thứ bảy, thịt vịt nước tiểu cừu. Một đầu bếp đã tiết lộ rằng, có nhà sản xuất dùng thịt vịt làm giả thịt cừu, để thịt vịt khi ăn có vị giống với thịt cừu, đã cho ngâm trong nước tiểu của cừu. Thực ra thịt mèo, thịt chuột đen đi ngâm nước tiểu để làm thịt cừu cũng đã từng nghe thấy. Vị trí thứ sáu, bò rác. Bò nước ngoài được nghe nhạc mô ra để lớn, còn ở Trung Quốc thì bò ăn rác để lớn. Vị trí thứ năm, trứng gà giả. Mọi người thử nhìn xem, lòng đỏ thật và lòng đỏ giả. Những ai mua phải thì cũng đừng oán thán nhiều quá. Ít ra vẫn có thể lấy lòng đỏ làm bóng chơi. Vị trí thứ tư, sữa độc. Tôi tin rằng mọi người đều biết sữa bột có chứa melamin gây sỏi thận cho trẻ nhỏ. Nhưng có thể mọi người không biết rằng khi đó chính quyền Hà Bắc vì sợ bị phát hiện là thông đồng với thương nhân thậm chí yêu cầu hoặc ám thị các luật sư địa phương rằng không được giúp những người bị hại bất hạnh tại đây khiếu nại. Đương nhiên, sự việc sữa bột giả này cũng khiến cho các bậc phụ huynh Trung Quốc không muốn cho con mình uống sữa bột trong nước. Họ tha mua sữa bột của Hồng Kông hoặc của nước ngoài. Bởi vậy các bạn ở Trung Quốc lại may mắn giống như tôi đây, được nuôi bằng sữa ngoại đi nhé. Cuối cùng là ba vị trí đứng đầu. Chuẩn bị tâm lý nhé vị trí thứ ba rượu giả rượu giả tràn lan ở đại lục đã không còn là tin mới nữa rượu giả nghiêm trọng nhất có thể gây chết người bởi vậy ở trung quốc không cứ là phải lái xe lúc say rượu mới chết người chỉ cần uống rượu thôi thì cũng có cơ may trầu chơi rồi đó vị trí thứ hai đậu phụ thối từ phân món đậu phụ này không chỉ ngửi thấy thối mà ăn cũng thấy thối là vì chúng đã được ngâm qua phân nhưng để mọi người đỡ buồn nôn thì xin được nói rõ hơn là thực ra họ không ngâm trong vân đâu, chỉ là nước phân đã được lọc ra thôi mà. Và vị trí thứ nhất, dầu cống. Đây là đồ ăn mà tôi thấy đáng sợ nhất. Dầu cống là cái gì? Dầu cống chính là loại dầu được chiết lại từ thức ăn bỏ đi hoặc thức ăn thừa. Có chuyên gia tính toán, nó chiếm khoảng 1 phần 10 thị trường Trung Quốc gồm cả các quán ăn vỉa hè và nhà hàng cao cấp trong dầu cống có lượng lớn các chất có hại cho sức khỏe trên đây là bảng xếp hạng của chúng ta ngày hôm nay đương nhiên những món ăn chúng ta nhắc đến hôm nay chỉ là một góc trong ẩm thực bẩn mọi người biết rằng thời xưa khi hoàng đế ăn cơm sẽ phải dùng kim bạc hoặc có người ăn trước để thử độc ngày nay mà làm thế thì chắc là không đủ kim bạc mà chắc cũng chả ai ngu mà đi làm chuột bạch thử đồ ăn hơn nữa không chỉ đồ ăn mà nguồn nước cũng bị ô nhiễm gây ra những vấn đề vô cùng nghiêm trọng ở Trung Quốc. Có người nói, nấu ăn là một nghề lương tâm. Đúng vậy. Bởi vì những gì có thể nhìn thấy thì có pháp luật quản lý, còn những gì ẩn đằng sau thì cái gì có thể quản đây? Chính là lương tâm. Các quan chức và thương nhân Trung Quốc bận biểu ơi! Hy vọng các anh cũng có thể tìm lại lương tâm của chính mình đừng để người dân phải nhai tóc nếm nước tiểu ăn phân nữa được không hôm nay xin phép được dừng chương trình tại đây hẹn gặp lại các bạn